vấn đề phát sinh, cảm thấy phát hỏa ảnh phanh ngực. Playboy Kotlin, hà nó qua nó qua đừng để anh bực. Anh nói thật đấy. Yeah, combo anh vào kill, noti nổ tít tít, mấy bài tác vào yam on the news. Vẫn dùng hết cả bàn cả ghế hàng xóm, anh giờ có biết phang cả drill. Thằng homie anh rất thiền đến hôm mất điện mà nó không còn chill. Xăng tăng điện tăng cả bills. Em dụ anh ngồi lên phố ngay đi. Sao anh từ chối được em bây giờ? Cause you're so hot, baby. Anh đang đứng dưới nhà em đây rồi. Đợi em make up, baby. Đã có thay mấy cái áo nữa xong nhở. Xin lỗi chứ anh chịu không nổi. 40 độ từ sáng tôi vẫn không đổi. Mà ra đường tầm này quá là nông nổi. Quá là oi, em nấu cơm nữa là anh khóa vào môi. Cô hàng nước mời cốc cà phê đá anh bạc xỉu vì em anh đừng quá là côi. Em selfie bên trong thang máy, rất nhiều icon anh từ chữ tượng hình. Đang ngu ngơ nhờ Vancouver anh thấy mình cháy hơn cả thang Quảng Ninh. Chờ em một xíu gì đâu phải vội. Không cần hàng hiệu, dài phổ điệu em lên đường hoàng diệu. Có điều em phải hiểu, dù biết con gái là thường làm điệu. Baby thích game hay là phim, cần đầu văn tới nhưng ngộ không vào team. Mắt xanh thành mắt đỏ, hơn 30 phút rồi mà sao em còn xin hả? Sao phải nhỏ nhen, sao phải cáu gắt à? Sao mà gặp nhau làm em phải nóng mắt? Chỉ là 15 phút trôi qua, 15 phút đôi ta được cứ chọc nếu mới thích thì canh nha. Nếu em ganh kiểu này thì anh hơi thọt, hơi nhường em thắng vì skill em ngọt. Nếu mà cầm quá xin phép miễn thương, nhưng vì thường quá nên đành chiến lùi. Dừng ngay lại. Tôi biết trời hè cháy rực, dễ làm người mình thấy bực. Nhưng đừng để cái nóng đẩy tình cảm xuống đáy vực. Nếu thấy va chạm sắp đến, đừng vội giao chiến hãy yên tâm. Thay vì nóng gắt tắt thương mến, sao không nhấc máy cháy liên quân nhở? Nhấc máy cháy liên quân đê. Ok anh đê, đê, đê. Đi đâu nhở? Nhấc máy cháy liên quân đê. Your boy, Gil, Ocean, Pháo, Độ Missy, ý anh em, nhấc máy cháy liên quân em.